Minh và Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 3 biên tập chương trình, Minh Được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Gặp may liên tiếp, làm ăn trúng lớn, gánh lộc về nhà, tiền vàng nghét chật két, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia, cuối năm ăn Tết linh đình. Hốt trọn lộc trời, đổi đời giàu sang, phú quý trong tháng 10 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn thân mến, khi bước sang tháng mới thì chắc chắn ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, mọi việc được thuận lợi, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc, con cái chăm ngoan, tinh thần vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Tuy không được giàu có về tiền bạc vật chất như bao người thì cũng dư giả đủ đầy, không phải quá mức thiếu thốn, lao tâm khổ tứ quá nhiều. Theo tử vi học, mỗi người sinh ra đều có bát tự số mệnh, con người ta khi sinh ra đều phải có 9 phần thực lực, 1 phần may mắn, nhưng được đặt vào hoàn cảnh khác nhau nên vận số của mỗi người sẽ khác nhau. Có người khi mới sinh ra đã ở trong gia đình quyền quý, giàu sang, đầy đủ điều kiện, được yêu thương, chiều chuộng, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì, biệt thự, xe hơi đều có đủ, nhưng lớn lên không lo làm ăn nên tài sản dù có to, kết xù đến mấy cũng dần dần tiêu tan hết. Nhưng cũng có người lúc nhỏ sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, thương cha thương mẹ bước ra đời từ rất sớm, bươn chải, nuôi trí hơn người, đến thời kỳ trung vận, họ được hưởng trọn vẹn cuộc sống giàu sang, sung sướng, tiếng tăm hiển hách. Đặc biệt, sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng tháng 10 âm lịch 2024 này, vận trình của người tuổi Giáp Thìn sinh 1964 có rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên trong quả có phúc, nếu như biết cách nắm bắt thời cơ trong thời điểm này, nếu tuổi Giáp Thìn luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu thì bản mệnh sẽ được thần tài quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp, tài lộc phất lên như diều gặp gió, trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện cứu vớt thiên hạ. Vậy vận trình cụ thể của người tuổi Giáp Thìn ra sao? Cơ duyên nào đã giúp bản mệnh được may mắn như vậy? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết ngay sau đây. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi. Người tuổi Giáp Thìn sinh 1964 hay còn gọi là Phục Đầm Chi Long, luôn là đối tượng khó luận giải, khó viết bài, khó dự đoán, khó nắm bắt hay giản đơn lại là khó hiểu. Con rồng này có tình có nghĩa, có tài có chí, có tư duy cũng như mắt nhìn thời cuộc, nhưng vì cái tư duy lưỡng thứ, những lựa chọn mang tính mỹ hào, những quyết định thường nhiều cảm xúc nhất thời, khiến cho bao thứ đáng được hưởng lại chỉ là tiềm năng, cũng làm cho cuộc đời lắm nẻo dần xoay, cầm trong tay rồi lại tuột mất. Tưởng chạm đích mà hóa ra đích lại mới là vạch xuất phá, hơn 60 tuổi đời vẫn còn lãng đãng, mênh mang, lắm lúc nhìn xung quanh vẫn còn bần thần tự hỏi. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tháng 10 âm lịch mang đến cho người tuổi Giáp Thìn một bức tranh cuộc sống êm đềm, không nhiều biến động.
Mọi việc trong thời điểm này có thể diễn ra theo chiều hướng ổn định, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn trước những khó khăn đã gặp trong thời gian qua. Tuy nhiên, đừng để sự bình lặng này khiến bạn chủ quan, vì vẫn còn những thách thức tiềm ẩn đòi hỏi bạn phải giữ vững sự kiên nhẫn và quyết tâm để vượt qua. Với nguyệt lệnh lâm dưỡng, thời điểm này là thời gian thuận lợi để người tuổi Giáp Thìn tiếp tục củng cố và hoàn thiện những kế hoạch đang dang dở. Đây không phải là thời điểm bùng nổ hay dương lên mạnh mẽ, nhưng lại là cơ hội để bạn rà soát lại công việc, làm rõ những gì còn thiếu sót và từng bước tiến tới sự ổn định bền vững. Điều này đòi hỏi bạn cần có sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng chi tiết và phải kiểm soát tốt từng bước đi của mình. Thành công sẽ không đến nhanh chóng, nhưng chỉ cần bạn kiên trì và chăm chỉ, những khó khăn trước mắt cũng chỉ là thử thách để bạn khẳng định khả năng của mình. Về tài chính, thời điểm này không hứa hẹn nhiều khoản thu lớn, nhưng cũng không phải là tháng xấu. Bạn sẽ cảm nhận được áp lực từ môi trường cạnh tranh, đòi hỏi phải khéo léo và thông minh trong cách quản lý tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà bạn có thể thể hiện bản lĩnh của mình trong việc đầu tư và quản lý dòng tiền. Cơ hội vẫn tồn tại, nhưng bạn cần phân tích cẩn thận và chỉ nên quyết định khi đã thực sự hiểu rõ tình hình. Đừng quá vội vàng hay liều lĩnh, bởi sự kiên nhẫn và tỉnh táo sẽ giúp bạn đạt được những kết quả xứng đáng về lâu dài. Về sức khỏe, tuổi Giáp Thìn không phải đối mặt với vấn đề gì nghiêm trọng trong thời điểm này. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần chăm sóc bản thân một cách toàn diện. Công việc và áp lực từ cuộc sống có thể khiến bạn dễ mệt mỏi, căng thẳng. Để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, cân đối giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Các hoạt động thể thao nhẹ nhàng, thiền định hoặc yoga sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, nâng cao sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Về tình cảm, thời điểm này mang đến cho những người tuổi Giáp Thìn một cuộc sống tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn. Những cặp đôi đã gắn bó lâu năm sẽ cảm thấy tình yêu như được tái sinh. Những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy yêu thương sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Nếu cả hai biết lắng nghe, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, mọi xung đột nhỏ nhặt sẽ được xóa tan, thay vào đó là sự gắn kết và đồng cảm. Những người độc thân có thể vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một mối quan hệ phù hợp, dù chưa tìm thấy ngay tình yêu đích thực. Nhưng thời điểm này sẽ giúp bạn kết nối với nhiều người thú vị. Hãy mở lòng hơn cho bản thân cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu. Tình yêu có thể đến từ những điều bất ngờ và đơn giản nhất. Nhìn chung, đây sẽ là một thời điểm đầy sự tĩnh lặng nhưng không kém phần quan trọng đối với người tuổi Giáp Thìn. Đây là cơ hội để bạn nhìn lại ổn định và chuẩn bị cho những bước tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hãy giữ vững tinh thần, kiên trì trong mọi việc và đặc biệt đừng quên chăm sóc tốt cho bản thân và những người xung quanh. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, người tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua một giai đoạn công việc tương đối ổn định, không có quá nhiều biến động lớn, nhưng ẩn chứa cơ hội và thách thức đan xen. Nhìn chung, mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn và tuần tự. Đây là thời gian phù hợp để bạn củng cố các bước đi đã hoạch định, cũng như giả soát lại chiến lược và hướng phát triển trong tương lai. Với nguyệt lệnh lâm dưỡng, thời điểm này không phải là thời gian để bứt phá mà là giai đoạn lý tưởng để điều chỉnh và hoàn thiện. Bạn có thể tận dụng thời gian này để kiểm tra lại những kế hoạch còn dang dở. Chắc chắn rằng tất cả các dự án đều đang được thực hiện theo đúng lộ trình. Cũng đừng bỏ qua việc cải tiến những chi tiết nhỏ, bởi chúng có thể tạo nên sự khác biệt lớn khi được chăm chút cẩn thận. Sự thận trọng và tập trung của bạn trong thời điểm này sẽ giúp giảm thiểu những sự cố bất ngờ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những bước tiến mạnh mẽ hơn trong các tháng cuối năm. Đây có thể là giai đoạn lặng lẽ trước khi bạn gặt hái được những thành tựu đáng kể vào dịp cuối năm. Vì vậy, hãy duy trì sự kiên trì và cẩn thận trong từng bước đi. Trong công việc, bạn sẽ có cơ hội để khẳng định năng lực bản thân, đặc biệt là khi đối mặt với những sự cố hoặc thách thức bất ngờ. Thái độ chủ động và bình tĩnh sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra giải pháp cho các vấn đề, từ đó ghi điểm trước cấp trên và đồng nghiệp. Đừng ngần ngại thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt của mình, bởi đây chính là cách giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Mặc dù cơ hội phát triển vẫn tồn tại, nhưng tuổi Giáp Thìn cũng cần nhớ rằng
mọi thách thức luôn đi kèm với nguy cơ. Để tránh những rủi ro không mong muốn, bạn cần lập kế hoạch kỹ lưỡng và kiểm soát sát sao từng bước thực hiện. Thay vì vội vàng muốn đạt được kết quả nhanh chóng, hãy tập trung vào quá trình dài hơn, bởi thành công bền vững chỉ đến với những ai kiên nhẫn và bền bỉ. Đặc biệt trong thời điểm này, một số người tuổi Giáp Thìn có thể sẽ đối mặt với những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của họ trong tương lai. Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Đừng để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc hay áp lực xung quanh, bởi sự tỉnh táo và lắng nghe sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Với sự trợ lực của các cát tinh, tử vi giải thần và chính quan, sự nghiệp của tuổi Giáp thì thời điểm này vẫn có nhiều khởi sắc. Đây là lúc bạn nên tập trung phát triển kỹ năng, nâng cao chuyên môn và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Đừng quá vội vàng tính toán những điều xa vời, mà hãy làm tốt những gì đang có trước mắt, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Đồng thời, việc xử lý các mối quan hệ tại nơi làm việc cũng vô cùng quan trọng. Trong thời điểm này, bạn cần giữ gìn sự hài hòa trong giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên, bởi sự hợp tác đôi bên cùng có lợi sẽ giúp mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn. Đây cũng là cơ hội để bạn xây dựng uy tín và củng cố vị thế của mình trong tập thể. Nhìn chung trong tháng 10 âm lịch này, tuổi Giáp Thìn cần duy trì tinh thần làm việc cẩn trọng, bình tĩnh và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Những ai biết tận dụng thời gian này để củng cố nền tảng sẽ có thể đạt được những bước đột phá lớn hơn trong tương lai không xa. Điều quan trọng nhất là hãy tin tưởng vào bản thân và hành động có kế hoạch, bởi thành công bền vững chỉ đến với những người biết kiên trì và chuẩn bị kỹ lưỡng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 10 âm lịch. Trong thời điểm này, người tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua một khoảng thời gian tài chính tương đối bình ổn, không có sự đột biến mạnh mẽ nào nhưng cũng không quá ảm đạm. Mặc dù không có tài tinh chiếu mệnh nhưng vận khí tài chính vẫn cho thấy sự phát triển ổn định, chủ yếu đến từ công việc chính hiện tại. Nếu bạn chăm sóc và phát triển công việc của mình một cách kiên trì, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mặt tài chính trong thời điểm này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sẽ có một số thách thức đặt ra. Trong bối cảnh đó, bạn cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những công việc tay trái hoặc dự án phụ. Hãy mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội mới, bởi việc làm thêm có thể giúp bạn gia tăng nguồn thu, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu. Đối với những người làm kinh doanh, mặc dù vẫn có đơn hàng nhưng tình hình cạnh tranh gay gắt có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng, doanh thu không tăng mà chi phí lại phát sinh nhiều. Điều này có thể tạo ra áp lực lớn trong việc duy trì lợi nhuận. Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để bạn xem xét lại chiến lược kinh doanh, hãy kiên nhẫn rà soát những sai sót, sửa đổi những phương pháp chưa hiệu quả để cải thiện tình hình. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc chuyên gia để có những góc nhìn mới mẻ và thực tiễn hơn. Trong thời gian này, bạn cần phải chú ý không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, vì điều đó không chỉ làm giảm hiệu quả công việc, mà còn tạo ra áp lực tinh thần nặng nề. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ bạn đang làm tốt, sự bền bỉ và chắc chắn. Đây chính là cách giúp bạn duy trì một nguồn thu ổn định và an toàn, đặc biệt khi bạn đã có sẵn kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Đừng quên dành thời gian để quản lý tài chính một cách hợp lý. Việc thay đổi thói quen chi tiêu có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể. Hãy ghi chú lại các khoản chi tiêu hàng ngày và tìm cách giảm thiểu những khoản không cần thiết. Từ đó, tăng cường khả năng tích lũy tài chính. Đây là cách giữ tiền một cách bền vững và chuẩn bị cho những kế hoạch lớn hơn trong tương lai. Một số người có thể sẽ đối mặt với những chi phí bất ngờ hoặc rủi ro trong các khoản đầu tư trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng về những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích thực tế. Tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia tài chính hoặc những người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. Đừng bao giờ để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Hãy luôn giữ cho đầu óc mình sáng suốt và lý trí. Cuối cùng, hãy cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc. Việc cho vay có thể dẫn đến tình trạng tiền một đi không trở lại. Do đó, hãy thận trọng và đảm bảo rằng bạn đã xem xét mọi khía cạnh trước khi quyết định. Như chúng ta đã biết, thời điểm này đã gần kề cuối năm, Giáp Thìn hãy tập trung vào việc tích lũy tài chính để chào đón năm mới với sự sung túc và đủ đầy hơn. Tháng 10 âm lịch có thể không mang đến những cơn bão tài chính lớn lao, nhưng nếu bạn biết nắm bắt cơ hội và quản lý tốt, bạn hoàn toàn có thể biến thời điểm này thành một bước đệm vững chắc cho những thành công tài chính trong tương lai.
Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 10 âm lịch. Trong thời điểm này, sức khỏe của tuổi Giáp Thìn có vẻ như đang ở trong trạng thái ổn định, không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào đáng lo ngại. Đây là một tin vui khi cuộc sống bộn bề, lo toan thường dễ làm con người rơi vào tình trạng căng thẳng và áp lực. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn có thể thả lỏng hoàn toàn. Sức khỏe vẫn cần được chăm sóc và chú ý để duy trì sức khỏe thể chất một cách tốt nhất. Điều quan trọng là bạn nên có một chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng. Đừng quên bổ sung rau xanh, trái cây và nước, giúp cơ thể được thanh lọc và cung cấp năng lượng dồi dào cho những ngày bận rộn. Hơn thế nữa, việc điều tiết tâm trạng cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Khi cảm thấy bế tắc hay áp lực, hãy nhớ rằng bạn không phải một mình. Hãy mở lòng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân yêu xung quanh như bạn bè hay gia đình, những cuộc trò chuyện thân tình. Những giây phút sẻ chia cảm xúc sẽ giúp tinh thần của bạn trở nên thoải mái hơn, từ đó kéo theo sức khỏe thể chất cũng được cải thiện. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, đừng quên chú ý đến tình trạng sức khỏe của những người thân trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Họ là những người cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Dành thời gian để cùng họ thực hiện các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hay tham gia các trò chơi ngoài trời, không chỉ giúp gắn kết tình cảm gia đình mà còn cải thiện sức khỏe cho cả hai bên. Cuối cùng, hãy thường xuyên lắng nghe cơ thể mình. Đôi khi chỉ cần một chút thời gian thư giãn, một buổi yoga nhẹ nhàng hay một kỳ nghỉ ngắn ngày cũng đủ để làm mới tinh thần và thể lực. Hãy tự thưởng cho bản thân những phút giây quý giá để thư giãn, để tái tạo năng lượng cho những thử thách phía trước. Nhìn chung, thời điểm này mang đến cho tuổi Giáp Thìn một cơ hội tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người bạn yêu thương. Hãy giữ cho tâm hồn lạc quan, cơ thể khỏe mạnh và bạn sẽ có một thời điểm tràn đầy năng lượng và sức sống. Cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết: bản mệnh cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực bền bỉ, tin tưởng vào bản thân. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu tím và màu đen. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Giáp Thìn sinh 1964 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này tử vi cho thấy đời sống tình cảm của tuổi Giáp Thìn sẽ bước vào một giai đoạn tươi đẹp, ngập tràn sắc màu lãng mạn. Bản mệnh sẽ biết cách duy trì các mối quan hệ của mình ở trạng thái hài hòa, gần như không có sự xung đột nào đáng kể. Đây là thời điểm lý tưởng để xây dựng và củng cố những sợi dây tình cảm giữa bạn và người yêu trong mối quan hệ, mặc dù không thiếu những thách thức nhỏ nhặt. Nhưng bạn hoàn toàn có thể biến những khoảnh khắc khó khăn này thành cơ hội để hâm nóng tình cảm bằng việc tăng cường giao tiếp và bao dung lẫn nhau. Bạn sẽ thấy tình yêu trở nên bền chặt hơn. Đừng ngần ngại lắng nghe ý kiến, tâm tư và cảm xúc của đối phương trước khi bày tỏ quan điểm của mình. Hãy tạo ra một không gian mới, nơi mà cả hai có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc mà không sợ bị phán xét. Việc thấu hiểu lẫn nhau không chỉ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề, mà còn củng cố niềm tin và sự thân mật trong mối quan hệ. Hãy nhớ rằng, tình yêu không chỉ là sự lãng mạn mà còn là sự đồng cảm và sẻ chia. Mỗi câu chuyện, mỗi cảm xúc của bạn đều có giá trị và khi bạn biết cách lắng nghe, tình yêu sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực, giúp cả hai cùng phát triển. Đối với những người tuổi Giáp Thìn còn độc thân, thời điểm này cũng mang đến cơ hội để bạn mở rộng mối quan hệ xã hội, những hoạt động giao lưu. Gặp gỡ bạn bè sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn làm quen với những người mới. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, việc tìm kiếm một nửa phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn có thể phải trải qua một số thử thách nhưng đừng nản lòng khi bạn tìm thấy người ưng ý. Đừng ngần ngại mở lòng và đón nhận cơ hội. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc là điều bạn có thể tạo ra cho chính mình và một trái tim cởi mở sẽ dẫn dắt bạn đến những mối quan hệ ý nghĩa trong thời điểm này. Nếu bạn biết trân trọng từng khoảnh khắc bên người thương, thì tình yêu sẽ trở thành một hành trình đầy ý nghĩa và thú vị. Hãy để tình cảm của bạn tỏa sáng giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mang lại ánh sáng và ấm áp cho cả hai. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch
tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Bước vào thời điểm tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn sẽ cảm nhận được một năng lượng tích cực tràn đầy. Thiên đức các tinh hỗ trợ mạnh mẽ, mang lại cho bạn những khởi đầu mới đầy hứa hẹn. Bạn sẽ có cơ hội đảm nhận những nhiệm vụ mới trong công việc. Mặc dù có thể sẽ gặp phải nhiều thách thức, nhưng những kết quả bạn thu được sẽ rất xứng đáng. Những cố gắng của bạn trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đừng nên thỏa mãn với những gì đã đạt được. Sự cẩu thả có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong tương lai. Hãy luôn duy trì sự chăm chỉ và chú ý đến từng chi tiết trong công việc. Tình hình tài chính của bạn có xu hướng khả quan hơn với nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn tìm kiếm những khoản thu nhập bổ sung. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng thời gian dành cho bản thân sẽ bị hạn chế. Cuối tuần này, bạn có thể cần dành chút thời gian để xem xét lại các kế hoạch tài chính của mình. Về mặt tình cảm, bạn có thể sẽ cảm thấy một chút căng thẳng do quá mải mê với công việc. Hãy dành thời gian quan tâm đến nửa kia của mình. Đừng để mối quan hệ trở nên nguội lạnh. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp làm dịu mọi khúc mắc giữa hai người. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu cam. Con số may mắn là 19, 34, 62 và 88. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn sẽ thấy sự khởi sắc rõ rệt trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Sự tự tin và năng lượng tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Bạn có thể được giao những nhiệm vụ quan trọng và điều này sẽ tạo điều kiện để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Hãy tự tin đưa ra ý tưởng mới vì sự sáng tạo của bạn sẽ được đánh giá cao. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc hợp tác và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp cũng quan trọng không kém. Về tài chính, đây là thời điểm bạn có thể nhận được những khoản thu bất ngờ từ các dự án trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải kiểm soát tốt chi tiêu của mình. Đừng để những khoản chi không cần thiết làm ảnh hưởng đến ngân sách cá nhân. Trong chuyện tình cảm, những cuộc trò chuyện sâu sắc sẽ giúp tăng cường sự gắn kết giữa bạn và nửa kia. Hãy dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn. Nếu bạn còn độc thân, một cuộc gặp gỡ thú vị có thể mang đến cho bạn cơ hội mới trong tình yêu. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn là màu xanh lá và màu tím. Con số may mắn là 20, 45, 67 và 77. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch sẽ là một khoảng thời gian đầy hứa hẹn cho người tuổi Giáp Thìn. Năng lượng dồi dào và cơ hội mới sẽ xuất hiện, mở ra những hướng đi thú vị trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo và quản lý của mình. Đây là thời điểm tốt để tham gia vào các dự án mới hoặc tổ chức các cuộc họp nhóm để trao đổi ý tưởng. Hãy tự tin trình bày quan điểm của mình và đừng ngại đóng góp vào các thảo luận chung. Tình hình tài chính trong tuần này sẽ ổn định và bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy tiếp tục kiểm soát các khoản chi tiêu của mình và lên kế hoạch cho tương lai tài chính. Nếu bạn đang có ý định đầu tư, hãy thận trọng và xem xét kỹ lưỡng các phương án. Về mặt tình cảm trong tuần này, hãy dành thời gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ xung quanh bạn. Những buổi hẹn hò hoặc những cuộc trò chuyện thân mật sẽ giúp củng cố tình cảm giữa bạn và nửa kia. Đối với những người độc thân, sự tự tin và cởi mở sẽ là chìa khóa để thu hút người khác phái. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu vàng nhạt. Con số may mắn là 14, 37, 63 và 79. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Bước vào tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn sẽ cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Những nỗ lực của bạn trong suốt tháng sẽ bắt đầu thu hoạch trái ngọt, công việc của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Các dự án lớn có thể mang lại cho bạn những thành tựu đáng kể và bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên. Hãy tận dụng thời điểm này để ghi dấu ấn của mình và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Về tài chính,
những khoản thu nhập ổn định sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn nếu bạn đã có kế hoạch đầu tư từ trước. Đây có thể là thời điểm tốt để thu hồi lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy tiếp tục theo dõi tình hình tài chính để tránh rủi ro. Đời sống tình cảm trong tuần này của bạn sẽ bước vào giai đoạn tươi đẹp với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Hãy mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp từ người yêu và cũng đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Những cuộc hẹn hò thú vị sẽ giúp tình yêu của bạn ngày càng bền chặt. Cuối cùng, đừng quên chăm sóc sức khỏe của bản thân. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và dành thời gian cho các hoạt động thể thao. Điều này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn nâng cao tinh thần của bạn. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu cam và màu xanh nước biển. Con số may mắn là 13, 48, 70 và 99. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Dậy tuổi Giáp Thìn sinh 1964 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tý. Trong việc làm ăn kinh doanh, tuổi Giáp Thìn và tuổi Tý rất hợp nhau, vì tuổi Tý và tuổi Giáp Thìn hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, sẽ nhanh chóng đạt đến thành công. Tuổi Tý khôn ngoan và mưu trí, giúp tuổi Giáp Thìn có thể phát huy được hết khả năng và bản lĩnh của mình. Giữa họ cũng ít khi xảy ra vấn đề về xung đột lợi ích hay mâu thuẫn nghiêm trọng, nên liên minh tuổi Tý và tuổi Giáp Thìn luôn vững chắc và lâu bền. Tuy nhiên, cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Có nét dũng mãnh, cộng với sự thông minh của tuổi Giáp Thìn cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành. Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên, hài hước và không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Sửu. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Sửu có thể kết hợp rất ăn ý nếu họ có chung mục tiêu. Người tuổi Giáp Thìn dữ dội, mãnh liệt, ngược hẳn với người tuổi Sửu nhút nhát và khá nghiêm túc. Trong các cuộc tụ tập hay các hoạt động xã hội, thường ít khi xuất hiện tuổi Sửu, nhưng các câu chuyện liên quan đến gia đình hay trách nhiệm với bạn bè thì tuổi Sửu luôn xuất hiện rất đúng lúc. Chính vì vậy, tuổi Giáp Thìn rất nể tuổi Sửu. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thìn vốn gan dạ và ít sợ sệt người kia nên rất khó thay đổi, mặc cho tuổi Sửu phàn nàn hay không vừa ý trong mối quan hệ làm ăn. Hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Giáp Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Sửu tâm phục khẩu phục tuổi Giáp Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Giáp Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dần. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau. Ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Giáp Thìn phải lựa chiều để có thể trở thành đối tác của tuổi Dần. Ngược lại, tuổi Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt với điều kiện cả hai cùng chung sức chung lòng. Tuổi Giáp Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức. Nhưng tuổi Giáp Thìn vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo, điều này tuổi Mão hoàn toàn hài lòng. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thìn. Khi là đối tác kinh doanh, vấn đề tồn tại rất lớn giữa hai con giáp này đó là chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Giáp Thìn nào cũng muốn quyền lực thuộc về mình, hai người cùng con giáp này phải cùng làm việc để tìm lại cân bằng. Vốn dĩ tuổi Giáp Thìn có khả năng lãnh đạo, có nhiều sáng kiến, nhưng hai người cùng làm việc thì việc lập kế hoạch lại chưa ổn lắm. Tuy nhiên, khi có rắc rối cả hai kết hợp với nhau lại rất hiệu quả và sáng tạo, nơi làm việc của hai người sẽ khá năng động và hiện đại. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ rất hợp nhau. Tuổi Tỵ sẽ là người tổ chức lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Giáp Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Ngọ.
Trong làm ăn, tuổi Giáp Thìn và tuổi Ngọ sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn, và chính người tuổi Giáp Thìn sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi Giáp Thìn thì may mắn trong kinh doanh, còn tuổi Ngọ lại có tài làm ăn, họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mùi. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên. Bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau, tuổi Giáp Thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn tuổi Mùi cũng thích chỉ huy nhưng làm những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thân. Khi tuổi Giáp Thìn và tuổi Thân cùng làm ăn với nhau, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức. Bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm, họ thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh. Tuổi Giáp Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như làm việc chăm chỉ hơn tuổi Thân. Đó có thể là may mắn của tuổi Thân khi được làm việc với tuổi Giáp Thìn. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dậu. Khi tuổi Giáp Thìn và tuổi Dậu cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Giáp Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Dậu. Tuổi Giáp Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Về phía tuổi Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực, nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tuất. Nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia và bảo vệ công ty. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuổi Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian, hai đức tính này làm tuổi Giáp Thìn rất hài lòng. Tuổi Giáp Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng tuổi Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Hợi. Trên thực tế, tuổi Hợi không hề lười khi tin vào mục tiêu của mình. Nếu hai con giáp là các đối tác làm ăn, tuổi Giáp Thìn với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Tuổi Giáp Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn tuổi Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của tuổi Giáp Thìn. Bởi tuổi Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.